Rồi, ok, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay thứ sáu lại lên được một video giới thiệu điện thoại mới về bên em không mọi người. Nói chung hôm nay hàng về cũng hơi nhiều và chủ nhật cũng lên được đóng hàng nữa cho quý vị ha. Thì nếu hôm nay mọi người xem video chưa ưng ý thì mình có thể để chủ nhật em sẽ lên thêm một clip đó ha. Thì đây là số điện thoại mua hàng bên em. Anh chị xem video nếu có nhu cầu mua hàng hoặc cần trao đổi máy hoặc cần tư vấn gì thì mình có thể nhắn tin trực tiếp thông qua số điện thoại này giúp bên em hoặc gọi điện trực tiếp nha. 0767347730. Nếu mình ngại gọi điện thoại thì mình có thể nhắn qua Zalo cũng được ha mọi người. Zalo của em cũng số điện thoại luôn, một số duy nhất thôi ha. Đây là kênh YouTube của em. Anh chị xem video mình muốn biết thêm thông tin đầy đủ thì mình có thể bấm vô phần mô tả video nè mọi người. Đó. Phần mô tả video đầy đủ thông tin bên em ha, gồm có địa chỉ cửa hàng nè, số điện thoại liên hệ, thời gian làm việc nè, tài khoản ngân hàng, hình thức mua hàng, đặt cọc và bảo hành đầy đủ trong đây ha mọi người. Thì bên em bán hàng có bán trực tiếp tại cửa hàng và có giao hàng toàn quốc cho mọi người nha. Hình thức giao hàng thì mọi người đặt cọc trước giúp em từ 100 tới 200 ngàn. Tiền cọc đó sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy và máy em bán nó có phụ kiện gì thì em sẽ báo rõ trong video từng cái ha. Rồi nói chung này vô mấy cây thanh lý luôn. Đây, đây là máy thanh lý. Đây là Oppo A1K, ngoại hình con này cỡ 95% thôi. Nói chung là máy phẩy 6, máy phẩy cỡ 95 thôi nhưng mà khung viền là không cứng mớp gì hết nha mọi người. Nói chung là cách xài nó cũ theo 5 tháng thôi. A1K được cái màn hình sáng đẹp luôn quý vị. Đây, màn còn ok lắm nha. Đây là Oppo A1K. Con này là máy chính hãng Việt Nam nha mọi người. Nói chung hãng thanh lý ra cũ á, mấy cái này nó thu lại hay sao không biết mọi người. Đây. A1K, RAM 2GB. Bộ nhớ của con này là 32GB, nó hơn cái con Realme C1 bữa ha. 32 pin của nó cũng 4000. Đó, màn hình 6.1 inch, màn hình giọt nước, camera sau 8 chấm, camera trước 5 chấm. Con này thanh lý chỉ có 550 thôi, 550 nha mọi người. Con này em bán mấy trần đó, con này em bán chỉ có mấy trần thôi nha, 5,5 triệu. Nói chung quán con này thì nghe gọi ok, hoặc là mọi người xem YouTube pin nó cũng trâu lắm quý vị. Pin nó 4000 mà, nhỏ. A1K. Đó, phần mềm em cũng cài đặt phần một số ứng dụng cơ bản rồi ha. Mọi người về là cứ lắp sim vô xài thôi. Nhỏ gọn, giá rẻ, A1K chỉ có 550 thôi. Thì giá này là chưa có phụ kiện nha mọi người. Mọi người mua hàng mà nếu mà mấy con này giá rẻ quá thì mọi người sợ tốn nhân phí thì mọi người chạy trực tiếp qua cửa hàng giúp bên em đi. Tới cửa hàng em bán 550 ha. Rồi tiếp theo hôm nay có mấy cây này. Mấy cây này hãng này cũng hơi lạ lạ ha. Nói chung để quay cho mọi người ha. Đây là Tecno Spark 7. Spark 7 nha mọi người. Máy zin 100% men zin, màn zin vỏ zin nha. Ngoại hình cỡ 95-96%. Mấy con này là mặt lưng chống báo vân tay quý vị. Cái mặt lưng của nó là chống báo vân tay á. Đó. Đó, nhưng mà ngoại hình đây. Đây, Tecno Spark 7, màn hình zin đó nha mọi người, máy zin đó nha. Mấy con này thì không ai sửa hết. Đây, cấu hình cơ bản thôi. RAM 2GB, 32GB, màn hình của nó là 6.5 inch. Camera sau 16.2 chấm, có nhận diện vân tay đầy đủ nha. Chạy chip A22, đặc biệt con này cục pin cực kỳ trâu, giá siêu rẻ cho mọi người, pin 6.000. Con này máy mới hình như người ta đang bán 2 củ 3 hay sao không mọi người. 2 củ 2, 2 củ 3 á, Tecno Spark 7 nè. 2 củ 2, 2 củ 3 nếu mà máy mới full box, con này em bán mấy trần thôi nha, mấy trần. Giá là 999k, pin 6.000 nha mọi người. Pin này 6.000 nha, pin siêu trâu nha, pin này 6.000 nha quý vị. Đó, chỉ có dưới 1 triệu thôi có cục pin 6.000, nghe gọi từ 10 ngày tới 15 ngày là bình thường. Còn nếu mọi người xài xem YouTube thì cỡ từ 2 ngày. Nói chung tại mấy con này cấu hình nó vừa phải thôi mọi người. Cấu hình nó thuộc dạng là cấu hình máy giá rẻ nên cái dung lượng pin của nó sẽ tối hư hơn. Đây là Tecno Spark 7 990k, có 2 cây, máy zin 100% men zin, màn hình zin vỏ zin. Con này hình như em mới lột siêu màn hình hay sao nè. Con này nó còn cái siêu màn hình nó mới lột ra nè, màn còn đẹp lắm quý vị, không vết chày luôn ha. Con này thì ngoại hình cỡ 95% thôi. Đó, con này cũng vậy luôn. Màn hình hai con này mới lột hay sao á, tại có con em quên mất tiêu rồi. Hai con này là mới lột siêu màn hình hết á. Là 999k. Rồi tiếp theo cái này, đây là Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9C phiên bản cấu hình thấp, được cái máy nguyên zin, RAM 3GB, bộ nhớ 64GB. Đây, ngoại hình cỡ 95-96% thôi, không cứng mớp gì hết mọi người. Đó. Vỏ thì còn tương đối cỡ 95-96 đấy ha. Được cái màn cũng là màn zin. Màn đẹp luôn nha, màn hình đẹp chứ không ám ố gì nha mọi người. Đây, màn còn đẹp nha, không ám ố gì hết nè.
Đây là Redmi 9C, con này là máy bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. RAM của nó 3GB, bộ nhớ của nó 64GB, pin 5000, chip G35, màn hình 6.53 inch, nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ, camera sau 13 chấm, camera trước của nó là 5 chấm, pin 5000. Con này thì là em bán tặng kèm cho 10 ốp lưng với ổ sạc, giá là 1 củ mốt. Đó, bắt đầu lên tới máy này là đầy đủ phụ kiện rồi đó. Ốp lưng với sạc. Còn mấy con dưới đây thanh lý chưa có sạc. Đây, đầy đủ ốp lưng, sạc cho quý vị ha. Đây là Redmi 9C, máy chính hãng, full chức năng hết, giá rẻ, có 1 củ mốt thôi, đầy đủ phụ kiện. Giao tới một người kiểm tra hàng thoải mái hoặc là một người thuê tới trực tiếp cửa hàng mình xem ha. Rồi tiếp theo, con này cũng vậy luôn, con này cũng cũ mốt luôn. Đây là Vsmart. Vsmart là thương hiệu của Việt Nam, của tập đoàn Vingroup á. Hiện tại bây giờ nó không còn sản xuất máy mới nữa, thì những con máy này là thật là máy cũ đã qua sử dụng nha mọi người. Ngoại hình còn tương đối cỡ 95-96%. Đây, khung viền không cứng gì hết mọi người ha. Đây lưng cỡ 95-96 nha. Màn zin nha, màn hình zin. Mấy con này thì màn hình linh kiện không có gì, tại vì nó ra nó sản xuất không có số lượng á, nên nó không có ai làm cái màn linh kiện á. Cái này là bao men zin, màn zin, vỏ zin luôn nè. Đây là Vsmart Joy 4, cũng bản RAM 3GB, 64GB, nhưng mà được cái con này cứ chạy con chip nó cao hơn cái con Redmi 9C 665, màn hình 6.53 inch, màn hình đục lỗ ha, pin 5000, camera 16 chấm, camera trước 13 chấm, cũng có nhận diện vân tay đầy đủ luôn. Con này thì nếu mà có ốp lưng thì em sẽ tặng nha, còn hiện tại bây giờ em chưa kiếm được ốp lưng, em chỉ có cường lực thôi. Thì đó là giá bán tặng kèm cho người cường lực chế sạc trước, nếu mà có ốp lưng thì tặng kèm, còn không có thôi. Đó, tại giá này báo ra là báo rõ cho mọi người đầy đủ phụ kiện rồi ha. Máy full chức năng, có phụ kiện gì thiếu mất công giao tới mọi người nó khó chịu xíu ha. Đó. Mấy con này là mặc định 2 sim hết nha mọi người. Mặc định của nó là 2 sim có thẻ nhớ hết ha. Vsmart Joy 4, RAM 3GB, 64GB. Máy zin, men zin, màn zin, vỏ zin, ngoại hình cỡ 95-96%. Ok ha. Rồi tiếp theo, Tecno. Đây cũng là một con Tecno nhưng mà con này cấu hình cao, Tecno Spark 7T. Con này là phiên bản 7T, con này cấu hình cao hơn hai con kia nhiều. Con này RAM của nó là 4GB, bộ nhớ 64GB. Đây, RAM 4, 64. Con này cũng là pin của nó là 6000. Đây, vô đây giới thiệu cho dễ ha. Màn hình zin hết nha mọi người, màn này là màn hình zin của hãng hết nha. Camera sau 48 chấm, camera trước 8 chấm. Đây là con chip Helio G35, RAM 464, con này cũng cục pin 6000 nè. 6000 nhưng mà máy nó gọn lắm nha mọi người, 6,5 inch thôi nhưng mà nó thiết kế dạng bầu bầu đây nè mọi người. Nó thiết kế dạng bầu bầu, mình cầm nó gọn tay lắm. Mà nữ thì cầm thì hơi nặng xíu, tại vì cái cục pin, cái sát cục pin nó 7000 là nó cái khối lượng của nó nặng hơn những con máy mà pin 5000 xíu. Đó. Dán cường lực, tặng sạc. Hay, mọi người thấy không? Con máy này nó không, mọi người không thấy cái loa luôn đúng không? Mọi người không thấy cái khe loa luôn đúng không? Đó, nó không có khe loa luôn. Nhưng mà thực tế cái loa của nó nằm trên đây. Cái loa của nó nằm trên đây luôn. Đó. Nó vừa là loa thoại, vừa là loa ra ngoài luôn ha. Thì con này em đang bán với giá là một củ 2, pin 6000, RAM 4GB, 64GB, pin 6000, máy zin 100%. Rồi con này cũng zin 100% nè, nhưng mà con này thì chắc bán thanh lý thôi. Tại nếu mà máy đẹp con này người ta nhiều khi người ta sưu tầm, người ta bán cả hai củ cũng có người mua quý vị. Nhưng mà con này chỉ bán cho quý vị giá 1 củ 2 thôi, 1.200.000. Đây là Samsung C9 Pro, máy chính hãng Việt Nam. Nguyên zin, men zin, màn zin, vỏ xấu. Đây, vỏ nó xấu vậy nè. Đó, quay rõ ha. Được cái vỏ nó vỏ zin nha mọi người. Rồi. Màn cũng là màn zin luôn. Đó, C9 Pro. Tại sao giá này có 1 củ 2? Đó, ở đây cho mọi người xem cái cấu hình trước ha. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB, màn hình con này là 6 inch, màn hình AMOLED, màn zin nha, màn này màn zin nha. Đây, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, pin 4000, camera sau 16 chấm, camera trước của nó cũng 16 chấm luôn. Đây, đầy đủ chức năng hết mọi người. Nhưng mà tại con này máy nó ngoại hình nó hơi dạng cái kiểu này là nói sao ra, kiểu người ta xài lâu năm á, cái ốp lưng của nó bị ố á. Đó, gọi là vậy cho dễ ha. Được cái cũng máy zin 100%, C9 Pro nha. Máy đẹp hiện tại bây giờ không có giá dưới cũ rồi đâu, tại nó quá cũ rồi.
Nói cái màn hình này không, nếu mà giờ mọi người hư cái màn hình này thay cũng phải cũ máy rồi. Tình trạng là con này nó có hơi lưu ảnh chút xíu nha. Đây để báo cho rõ này. Đây nó hơi lưu ảnh chút xíu. Nói chung là màn hình zin, xài lâu năm thì nó vậy là quá bình thường nha mọi người. Tại con này máy cũ mà, đâu phải máy mới nhiều đâu. Đó. Lúc mới ra là 11 cũ máy, giờ còn có cũ máy, cũ 2. Rồi ok ha. Tiếp theo em lên này, em lên con này nha. Con này em đang xài luôn đâu quý vị. Con này em bữa có quay đó. Nokia C30, pin siêu châu nha. Con này máy zin 100%. Đặc biệt con này là nó không có khay chọt sim. Mọi người thấy không? Quay đây cho mọi người xem. Nó không có khay chọt sim. Tại vì sao? Con này là nắp gời. Lâu lắm rồi mới thấy một con máy nắp gời. Zin 100%. Còn tem Nokia đây đầy đủ hả mọi người. Máy zin 100%. Khay sim nằm đây. Tháo khay sim ra. Em mới đi mua cấp lưng vô mọi người thấy không? Hơi bị bự luôn, con này bự lắm nha mọi người. Nó vừa bự mà nó vừa nặng nữa. Con này nếu mà anh nam mình xài thì ok, còn nữ thì mình xài nó hơi cực xíu á. Đó, có sao báo vậy ha. Đây là Nokia C30. Máy zin 100%, men màn rõ zin luôn ha. Pin 6000, nó cũng như mấy con kia thôi. RAM 3GB 32GB, màn hình 6,82 inch, màn hình siêu to khổng lồ nha. Đó. Camera sau 13 chấm, cam trước 5 chấm. Đặc biệt đây là Nokia chính hãng bán tại thị trường Việt Nam nha. Đây. Nó sẽ có một cái nhạc chuông huyền thoại đây. Đó, nó sẽ có cái nhạc chuông huyền thoại đó. Đó. Còn tất cả tính năng là full. Mọi người, em xài từ hôm bữa em quay tới giờ mà em chưa hèm sạc lại luôn. Mà nó vẫn còn 50% trong cái hôm bữa là 80 mấy%. Hơn 3 ngày đâu, hơn 2 ngày rồi. Nó mới tụt có 3 mấy% mà em coi YouTube em xài tùm lum tùm la hết chưa. Pin siêu to, siêu châu, pin 6000, giá bán của nó là một củ 2 đó. Em có ấp lưng rồi nè, em mua ấp lưng rồi, tại con này em đang lắp sim sạc gấp lưng rồi, một củ 2. Rồi tiếp theo Oppo F11, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, ngoại hình cả 97-98%, pin 4000, chip B70, camera sau 48 chấm, camera trước 16 chấm. B70 thì mình còn chơi liên quân ok nha mọi người. FPS cỡ 40, 4 máy đổ lại. Nói chung vẫn còn chơi được. F11. Được cái con này thiết kế nó còn hợp thời trang xíu không có gì ha. Nó chưa lỗi thời lắm. Giống như những cái con máy như vậy là thiết kế lỗi thời. Như vậy là lỗi thời. Đó, như vậy mà thiết kế màn hình này là lỗi thời nè. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi, tiếp theo cho mọi người test cái những cái cấu hình chứ. Full chức năng hết, giá bán 1.350.000, đầy đủ phụ kiện ốp lưng dán cường lực sạc cho mọi người ha. Rồi tiếp theo tới cây Tecno, cây này chắc cuối cùng rồi. Tecno Bova 2, con này thanh lý 1.500.000 nha mọi người. Máy cũng zin 100%, mặt lưng sau nó cỡ 95%, đã dán bê bép, mọi người thấy đẹp trai không? Dán vô rồi thấy đẹp trai không? Nó đã dán bê bép rồi nha mọi người. Tecno Bova 2, máy zin 100%, màn này màn zin nha. Con này thì pin siêu khủng hơn mấy cây kia nữa. Con này màn hình 6,9 inch, siêu to. Camera sau 48 chấm, camera trước của nó 8 chấm thôi. Chạy chip Helio G85, pin siêu châu, 7000 mAh, cực kỳ nặng nha mọi người. Con này cầm nặng lắm nha. Nói chung anh chị nào chạy xe ôm công nghệ hoặc là nam mình xài thì ok, còn nữ thì nó hơi nặng xíu á. Cái đó nói trước nha. Mua về xong cầm nặng tay quá tự chịu nha. Đó, tại con máy nó mấy con lấy máy này, cái dòng Tecno này là nó cũng mới gia nhập thị trường Việt Nam thôi. Nó làm những cái con máy mà mình không thể tin được cái gì. Đây, con này cũng vậy luôn nha, nó không có khe loa nha quý vị. Đây, nó không có khe loa nha, nhưng mà cái loa nó nằm đây. Con này thì bán giá này tặng kèm bộ sạc, giá 1.500.000, Tecno Bova 2. 1.500.000, pin 7.000, nói chung giá này pin 7.000 là không có con nào hết nha quý vị. Chỉ có con này thôi. Rồi tiếp theo Oppo Reno 4Z 5G, 4Z 5G màu hồng, thanh lý giá 1.800.000 luôn. Nói chung bán này bán bỏ thôi, tại vì cái này thu lại của khách. Màu này giờ nhìn ngứa mắt quá, bán rẻ nha quý vị. Đó. RAM 828, mặc định của nó RAM 828, chip Dimensity 800U, pin 4.000, camera 48 chấm, camera trước của nó 16 chấm. Cái này full chức năng hết, hai sim. Con này không có xài thẻ nhớ được nha mọi người. Cái dòng Oppo đời này không xài thẻ nhớ được nha.
giá bán là 1.800.000, tặng sạc tặng ấp lưng cho quý vị luôn nha, 1.800.000. Rồi tiếp theo có con cây này nữa nè, Samsung A13, máy nguyên zin 100%, ngoại hình cả 97% thôi. Con này cũng là trung tâm bảo hành hãng Samsung thanh lý ra. Nói chung em cũng còn được mấy cây nhưng mà em chia ra em quay ha mọi người. Đây là Samsung A13, máy zin 100%. Đây, màn hình của nó là 6.6 inch, độ phân giải Full HD, chip Exynos 850, RAM 4 128, camera sau 4 cái, 50 chấm, camera trước của nó 8 chấm. Đây là bản RAM 4 128 A13, máy zin 100%, giá bán 1 củ 9, tặng kèm móc lân sạc, có ship toàn quốc ha, 1.900.000 A13. Ok hết hả? Mặc định hai sim nha, mấy con này hai sim có thể nhớ. Đây là Samsung Galaxy A13, máy chính hãng Việt Nam, zin 100%, giá bán 1.900.000 A13, máy cỡ 97% thôi. Rồi tiếp theo bữa ai hỏi Poco X3 rồi thì hôm nay em có cây nha, nhưng mà cây này ngoại hình cỡ 95% thôi. Nói chung cây này ngoại hình xấu mọi người, có sao quá vậy nha. Cũng là Poco X3 rồi, cũng máy zin 100%, mặt lưng sau cỡ 95% thôi. Đó, có sao nói vậy nha. Đây, đây là cũng là bản cấu hình cao nhất của nó rồi. Đây là Poco X3 Pro. Lại thêm một cây RAM 8, bộ nhớ trong 256 nữa ha. RAM 8 256. Màn hình zin 100%. Đây là máy nguyên zin á, ngoại hình cả 95 thôi. Thì con này em vẫn tặng kèm cho người ốp lưng với lại bộ sạc ha. Đây màn hình 6.67 inch, tần số quét màn hình của con này là 120 Hz nha mọi người. Đây, 120 Hz. Pin của nó 5001, con này chạy chip Snapdragon 860. Giá này em báo ra cho mọi người, không có con nào cái cấu hình cao hơn con này nữa. Nếu mà anh chị có nhu cầu chơi game thì mình hãy mua. Tại con này thứ nhất ngoại hình nó xấu, ngoại hình nó cỡ 95% thôi. Thứ hai là con máy này nó thô lắm quý vị. Nếu mà nữ mà xài thời trang hay là nam mình muốn xài thời trang thì những con này mình đừng nên mua. Mình nên mua mấy dòng Oppo á. Còn con này là nói chung là để dành cho mấy game thủ thôi ha. Camera sau 48 chấm, camera trước của nó 8 chấm. Con này là nó chỉ chuyên vô cái con chip thôi, 860. Đó, anh chị chơi game thì mình hãy tham khảo. Loa hơi to luôn ha. Tình trạng là cái nút tăng giảm âm lượng nè mọi người, nó hơi nặng xíu nha. Mọi người phải ấn mạnh vô một xíu thì nó giảm được. Đây, thấy chưa? Còn ví dụ mà mình để bình thường mình ấn gì nó không được. Đứng nó hơi nặng xíu, hơi nặng tay xíu nha quý vị. Nói chung là có sao thì báo vậy luôn. Bị cái máy zin 100%, một cái máy zin 100%. Này, mình xóa bộ nhớ niệm đi. Nhớ là chỉ xóa bộ nhớ niệm thôi nha. Đó. Xong rồi mình thoát ra. Bấm đây. Đó, nó hơi nặng xíu, nó hơi nặng hơn bình thường xíu. Đó thì em tặng kèm trong ngóp lưng sạc. Con này dán cường lực sẵn rồi. 2.350.000. Rẻ hơn cây đợt trước 50.000 mà tặng kèm sạc luôn. Tại nói chung cái cây này nếu mà bung cái lưng ra mình thay cái nút này thì nó rẻ, nhưng mà con này máy zin 100% cứ để đó bán ha. Còn anh chị nào cứ xài chơi game mà không cần tăng giảm lượng thì thôi, mình cứ để xài bình thường 2.350, ngoại hình xấu. Rồi tiếp theo Oppo Reno 4, còn cây màu trắng xanh bán rồi nha, còn cây màu xanh đen đó. Reno 4 men zin, màn zin, vỏ zin, RAM của nó là 8GB 128GB. Con này là màn zin 100%, đẹp ken. Nếu mà đem ra trung tâm bảo hành hãng nói đây là máy màn này là màn thay rồi, tặng luôn màn này, màn linh kiện tặng máy luôn, không lấy tiền nha mọi người, cứ giữ máy lại, tiền em sẽ trả đủ cho mọi người ha. Bao men zin, màn zin, vỏ zin, RAM 8 128, Snapdragon 720, màn hình 6.4 inch, màn AMOLED vân tay trong màn hình, đẹp ken không ám. Camera sau 48 chấm, camera trước của con này là 32 chấm. Con này tổng cộng nó có tới 6 cái camera, cái gì 4 cái camera sau nè. Cái chỗ này là cái camera nha, cái chỗ này là cái camera nha mọi người, chứ không phải là cái đèn LED nha, coi chừng nhầm. Chỗ này là một cái camera, còn trên đây là mặc định của nó hai camera nè. Máy full chức năng hết, vân tay trong màn hình luôn. Reno 4 giá bán chỉ có 2.3 thôi, 2.3, 2.300.000 Reno 4, đầy đủ phụ kiện, tặng kèm sạc VOC cho người luôn. Đó. Tiếp theo Reno 6Z 5G, hôm nay về đường cây màu đen nè, màu đen nó pha xanh dương xíu nha quý vị, chứ không phải đen tuyền đâu nha. Đó, nó đen nó hơi pha xanh xíu. Đó, con này thì ngoại hình còn đẹp, nó 97%. Con này hôm nay giá rẻ, tại cái màu này em thấy không đẹp nên em bán nó giá rẻ xíu thôi.
Hôm bữa một bạn em bán 2.550.000, cây này em bán 2 củ tư nha mọi người. Đây là Oppo Reno 6Z 5G, con này cũng là màn hình zin 100% luôn, RAM 8/128, cũng Dimensity 8.1. Thì tính ra con chip này nè mọi người, con chip 6Z 5G này nè, nó bằng với con chip máy này nha. Nên anh chị cần chơi game hoặc giá rẻ thì mình mua con này cũng được, nó cũng không cần thiết tại nó cũng là 800 mu. Con này thì được cái nó là màn hình AMOLED, có vân tay trong màn hình thôi. Với là con này bán chính hãng tại Việt Nam, còn cái con kia là máy xách tay. Con này thì không có bán chính hãng ha, con này là máy chính hãng Việt Nam. Pin 43, camera sau 64 chấm, camera trước 32 chấm, 2 củ tư, Reno 6Z 5G đó. Dán cần lực sẵn rồi nha, tặng kèm sạc VOC luôn. Đó. Giá bán 2 củ tư tặng kèm sạc VOC, giá rẻ nha. Đây là Renault 6Z 5G màu đen nhám. Rồi tiếp theo Samsung Galaxy A80, đây là bản A80 nha mọi người, nhưng mà con này là máy xách tay thị trường Hàn Quốc nhập về nha. Đây thì thị trường Hàn Quốc có, nó không tên là A80, nó tên là một cái tên khác đó. Ừ, nó cũng là A80 ta. Đây là Hàn Quốc Samsung Galaxy A80, em tưởng nó như A70, A71 chứ. A80. Đây, cấu hình của nó. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, Snapdragon 730, màn hình AMOLED 6.7 inch Full HD, vân tay trong màn, camera sau 48 chấm, pin 3007. Con này không có camera trước nha quý vị. Con này không có camera trước tại sao? Con này nó xài chế độ trượt nha quý vị. Đây, cái chế độ trượt theo cơ của nó. Nó lấy cái camera sau làm camera trước luôn nha. Con này lúc mà nó, con này có bán chính hãng Việt Nam nha. Chính hãng Việt Nam lúc mới ra là 14.990 đó. Em nhớ là 14.990. A80. Con này là máy xách tay Hàn Quốc. Thì nó chỉ khác chính hãng xíu là nó có những cái app của nhà mạng, mấy cái app của nhà mạng này. Còn lại là mình xài bình thường ha. Cài đặt hay gì phần mềm nó y chang chính hãng, nó không có khác gì hết nha mọi người. Nó này là A80. Thôi, thanh niên sạch. Thôi về đi. Thấy các 2.850.000 đã bao gồm sạc, dán cần lực. Nếu mà có ốp lưng thì em sẽ tặng kèm. Tại cái cây này thì bữa giờ hồi xưa em có bán lần, em không có kiếm được ốp lưng. Thì nếu mà bây giờ nó cập nhật ốp lưng thì em sẽ tặng kèm cho ốp lưng ha. Còn hiện tại bây giờ bán là tặng kèm sạc Samsung 25W, dán cần lực cho quý vị. Giá là 2.850.000, màn AMOLED vân tay trong màn hình nha mọi người. Cực kỳ sexy luôn ha. Con này nó có thêm một cái phiên bản đặc biệt là phiên bản của tuổi Blackpink đó. Giá nó mắc hơn xíu. Rồi tiếp theo Samsung A52, nhưng mà đây là bản A52 5G. Đây, ngoại hình còn tương đối cỡ 97%. Con này màu xanh bạc hà, có thêm một cây màu xanh dương nữa nha, mà cây xanh dương đang cài mấy ứng dụng cho quý vị. Đây, kiểu như vậy nè. Em sẽ nhập máy xong em sẽ tải những cái ứng dụng cơ bản để cho mọi người xài cho nó dễ. Cây kia đang cài thôi chứ không khác gì hết đâu. Đây là Samsung A52 5G, cũng là máy 2 SIM Việt Nam. Cấu hình của nó là RAM 8/128. Pin như ta, pin 4.5. Con này chạy con chip Snapdragon 750G. Con này có 5G nha. Nó yếu hơn Snapdragon 765 một xíu, nhưng mà đổi lại con này chạy nó mát hơn nha. Con này nó xài mát hơn cái con 765 một xíu. Đây là màn hình 6.5 inch, độ phân giải Full HD, màn AMOLED, vân tay trong màn hình, tần số quét màn hình 90Hz. Đây là A52 5G mà có hai màn, camera sau 64 chấm, camera trước 32 chấm, màn AMOLED, vân tay trong màn hình. Đây là A52 5G. Giá bán bằng số nơi bán A52 thôi. Tại cái này em nhập được 2 cây. Nói chung bán giá này là có lời rồi, nên có lời là bán thôi. Vẫn loa kép nha. Loa đây, ở đây một cái loa với cái dèm của loa nha, loa kép. Đó. A52 5G Snapdragon 765. Còn nếu như A52 thường nó sẽ chạy con chip Exynos, nó cấu hình không được cao như con này. Con này 765. Nói chung con này cũng không phải là mạnh lắm, nhưng mà tầm giá này, cấu hình này của thương hiệu Samsung là ok. Giá bán 2.990.000, tặng kèm ốp lưng, dán cần lực, sạc Samsung 25W. Ok ha. Rồi tiếp theo, hôm nay con cây của mấy anh game thủ nè. Hôm nay game thủ vô số rồi, vô mánh rồi. Đây, Redmi K40 Gaming màu trắng ngọc trinh, trắng nhám như vậy. Nói chung ngoại hình con này cỡ 95% thôi. Khung viền thì còn ok á, nhưng mà cái lưng á, lưng cỡ 95-96 rồi. Đây, mặt lưng 3D, đặc biệt khi mà người sạc nó có một cái viền LED nha. Đó. Con này thì cấu hình nó cao hơn cái con hồi bữa em bán. K40 Gaming bữa bán là RAM 12/128 đúng không? Thì con này là đổi lại, RAM của nó 8GB thôi. Màn đẹp keng nha, màn này là màn hình đẹp keng không ám nha. Nó cũng có xước xước lông mèo nha quý vị. Nói chung là
mấy anh game thủ nó chơi mà làm sao mà tránh khỏi hả quý vị. Đó, chủ yếu là mua dễ cày game thôi. Thì đây Redmi K40 Gaming phiên bản 256GB nhưng mà đổi lại RAM của nó 8GB. Anh chị nào cần bộ nhớ cao thì mình đổi con này, còn nếu mình cần chơi RAM game thì mình mua mấy con RAM 12GB nè. Nó cũng là nó luôn RAM 12GB, nó xài một hơn xíu thôi, nên là bản RAM 8256. Đó, chạy chip Dimensity 1200, màn hình của nó là 6,67 inch, tần số quét 120Hz. Camera sau 64 chấm, camera sau 16 chấm. Pin con này là bao nhiêu đây? Pin con này là 5065. Đây, camera sau thì bình thường luôn. Nói chung con này là nó chỉ tập trung vô chơi game thôi, camera sau chụp chống mù thôi nha. Còn loa thì khỏi phải chơi. Khi mọi người muốn chơi game mọi người bật cái này lên. Nó có hai cái nút chích G, mọi người chơi PUBG ha, còn mọi người chơi mấy cái game bắn súng cái này nó hỗ trợ game. Còn không thích thì gạt xuống, cất vô. Ok ha. Đây là K40 Gaming. Loa kép nha. Loa kép có công nghệ JBL luôn nè. Công nghệ này kiểu như là hỗ trợ âm thanh vòm để mấy anh chơi PUBG á. Nè, nó có một cái mic ở đây. Con này tổng cộng 3 cái mic nha quý vị. 3 cái mic để thu âm á. Có thể là mấy thằng livestream. 120 Hz. Ok ha. Giá bán 3 củ 450. 3.450.000. Tặng kèm sạc Xiaomi 33W. 3 củ 450 thôi. K40 Gaming. Rồi tiếp theo một con này hơi hiếm luôn. Samsung Note 10 Lite, máy zin nguyên bản 100%, còn siêu màn hình luôn. Là con này kiểu như là trung tâm bảo hành hãng người ta thu máy về người ta đổi trả bảo hành hay sao mọi người. Đây, còn siêu màn hình luôn ha. Đây là Note 10 Lite. Nói chung con này thì nói chung máy cũ bên em chỉ có cỡ 98% thôi. Con này thì cỡ đó đó mọi người. Lưng zin đẹp, không một vết chày, phiên bản đa sắc ha. Đó, khung sườn là mới lột keo. Khỏi phải chê. Đó. Đây là Samsung Note 10 Lite. Thì thị trường nó có 2 triệu mấy cũng có quý vị. Mấy con này thị trường 2 triệu mấy cũng có, chứ không phải là không có nha. Note 10 Lite mọi người săn ngoài thị trường cũng có giá 2 triệu mấy nha. Cũng có giá cỡ 2 triệu 7, 2 triệu 8 nha. Cũng có giá 3 triệu nha. Nhưng con này em bán tới 3.490. Tại sao? Con này là màn hình zin 100%. Nói chung máy zin 100%. Chưa bung. Con này là trung tâm bảo hành Samsung thanh lý ra. Đó. Máy zin 100%, ngoại hình 98%. Màn đẹp keng. Hai sim chính hãng Việt Nam, tại con này nó không có sách tay, con này nó chỉ có bán chính hãng thôi. Thì con này cũng là cái dòng cuối cùng của dòng Samsung Note, Samsung Lite à, tại nó ra con đời này à. Nó ra Note 10 Lite với S10 Lite xong nó nghỉ rồi đó. Chị canh xóa bộ nhá, điểm Facebook. Bức ảnh này gia đình không có sợ ăn. Note 10 Lite giá bán 3.490, tặng kèm ốp lưng, tặng kèm sạc Samsung 25W, giấy cường lực sẵn trên máy rồi ha. Nói chung giá này là cao quý vị chứ không phải rẻ nha, tại vì con này là một trong những con máy cuối cùng của Samsung dòng Note rồi. Nó ra tới Note 20 là nó nghỉ ra rồi. Bây giờ chỉ có máy cũ rồi chứ không có máy mới đâu, cái đó là nói thiệt lòng. Rồi tiếp theo Oppo Find X2, nói chung con này đăng cũng hơi nhiều rồi đó, nói chung là thấy mất duyên rồi đó. Find X2 máy chính hãng Việt Nam, Oppo bán tại thị trường Việt Nam. Con này là bản 2 sim nha mọi người. Đây, bản 2 sim. RAM của nó 12GB, bộ nhớ 256GB. Màn hình cong tròn viền, đã dán màn hình trước, mặt lưng sau đẹp 98%. Fast2 Snapdragon 865, pin 4200, tặng kèm sạc VOC cho quý vị ha. Màn hình 6,78 inch, pin 4200, camera trước của nó 32 chấm. Màn hình thì màn zin đẹp keng rồi, không ám mối rồi. Ok ha. Cam trước 32 chấm. Con này cũng la kép nha, màn cong. Con này là dòng cao cấp nhất của Oppo nha mọi người. Hiện tại nó ra tới Find X6, Find X7 Pro. Đây là Find X2. Con này là dòng cao nhất của Oppo. Nó cao hơn dòng Renault nha quý vị. À, thì con này đang bán giá 4 củ 700 ngàn, tặng kèm sạc, ốp lưng, dán màn hình sẵn. Rồi nói chung còn mấy cây clip nè, giới thiệu luôn ha. Đây là clip 3. Con này nói chung đẹp cả 98% mọi người. Khung viền là không chày, mặt lưng sau cũng không chày, mặt lưng trước cũng không chày. Nói chung con này đánh giá cỡ 98. Đây là clip 3 màu tím khoai môn. Đây xong, quay xong cái này em cài đặt lên cho mọi người, lên Android 14 luôn ha. Clip 3 5G. RAM của nó 8GB, bộ nhớ 128GB. Mấy con màn gập thì không cần cấu hình không mọi người. Nói chung chỉ cần báo
cái tình trạng máy này rồi. Đây là máy Việt Nam, trung tâm bảo hành hãng Samsung thanh lý ra. Đây là phiên bản máy hai sim, một sim thường, một e sim. Thì mặc định nếu mà mọi người mua nước ngoài á, mọi người mua mấy con máy xách tay hàng á, thì nó chỉ có một sim thôi, hoặc Mỹ nó cũng chỉ có một sim thôi ha, hoặc là thị trường ở đâu Hồng Kông rồi đó nó mới có hai sim. Đây là máy chính hãng, cấu hình nó y chang máy xách tay luôn, Snapdragon 888, màn hình của nó màn hình gập dọc, pin 3300 nhưng mà cục này pin mắc cười lắm mọi người, cục pin dưới đây nó bự lắm vậy nè, cục pin ở đây nó khúc vậy nè, ở phía trên này nó có thêm cục pin đó. Là nói chung mình coi trên video tới YouTube á, thấy nó có một cục pin nhỏ xíu này nữa, con này là hai pin đó, máy gì 100% chính hãng Việt Nam, con này là màu tím khoai môn đó, còn đẹp 98%, nói 98 nhưng thực tế con này không vết chày luôn nha mọi người. Cái này không cái đáng tử hình chứ đạo chị đó. Con này khung sườn là không một vết chày luôn, để em cài đặt cho quý vị luôn, cài đặt phiên bản mới luôn. Đây lưng còn đẹp lắm nha, màn hình còn ok đó, full chức năng hết. Flip 3 5G giá bán 4.500.000, giá rẻ hơn thị trường cỡ một cũ. Nếu mà ở đâu bán rẻ thì có thể rẻ hơn, ở đây rẻ hơn cỡ 3 xị 4 xị. Còn đây là Flip 4 5G. Flip 4 5G, Flip 4 5G tình trạng thì màn hình đây nó có phẩy xíu nè. Đó, quay rõ cho mọi người ha. Còn khung viền thì đẹp mọi người. Khung viền cái này em cũng mới tháo siêu ra, nói chung khung viền còn đẹp lắm nha mọi người. Đó. Lưng thì đẹp, keng, không một vết xước. Mặt hình trước thì ở đây nó xước xíu, cái này thanh lý luôn. Năm cũ 900.000, tăng kèm sạc Samsung 25W. Giá này bán lỗ cái gì? Tại nói chung màn hình hơi xấu, bán cho nó hết luôn. Đây. Nó có cái màn hình cảm ứng này nè quý vị. Khi mọi người tắt máy thì nó sẽ hiện ở đây để mọi người cảm ứng. Đây là Flip 4. Flip 4 nó khác Flip 3 chỗ nào? Flip 4 nhìn nó vuông hơn xíu nha mọi người. Flip 3 khúc này thì nó hơi bầu xíu, còn Flip 4 thì nó vuông hơn xíu. Rồi vậy thôi đó. Với lại con này chạy chip 8 lút Gen 1. Giá năm cũ máy này nhiều khi mọi người mua máy xách tay mà máy màn hình thẳng, nhiều khi chưa được 8 nút Gen 1. Con này màn hình cong, thiết kế mới đời mới Samsung luôn ha. Giá bán của nó là năm cũ 900k, pin con này được nâng cấp lên 3700 rồi. Đó. Còn lại là nói chung nó cũng hao hao như Flip 3 thôi. Chỉ có Flip 5 á, Flip 5 hiện tại bây giờ phải 10 cũ á, 10 cũ mới có máy. Tại Flip 5 thì nó được cái màn hình trước nó bự. Flip 5 nguyên cái màn hình trước nó bự nha. Đó, mình xài nhiều thao tác hơn, còn con này thì nó chỉ có vậy thôi. Đó. Mức án cao nhất loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống sau. Con này giá bán là năm cũ 9. Đó, tặng kèm vẫn kèm ốp lưng sạc với lại đâu mà ốp lưng với sạc à. Con này màn hình zin, miếng dán màn hình zin vẫn còn, xài ok. Năm cũ 900k. Rồi ok ha mọi người ha. Hôm nay chỉ có nhiêu đó máy thôi. Hẹn mọi người chủ nhật lên thêm clip nữa ha. Cũng hơi nhiều quá. Thì đây số điện thoại bên em, nếu mọi người có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp giúp em. Cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người video sau.